ông đang ở đâu vậy? Ông làm ơn ông về đây gấp giùm tôi đi. Trời, tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy công đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông về. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn, tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn, mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng, tôi đem qua dặn cho bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chết cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi, nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gìn gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gìn gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rầu tôi xin nửa miếng để ra nửa cục ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cả bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... Khổ tâm. Ây cha. À, về tụng kinh sám hối không ạ? Đứng lại. Mày giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa? Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không? Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà chẳng lẽ ổng thì bà làm tôi thèm quá, bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào? Thôi tôi nói mất công, tôi nói tôi nhiều chuyện. Không, tôi nói cho chị nghe, bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi, mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi, tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế này coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn, không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe, bây giờ đó, tôi nói thiệt với chị. Bình thường. Tôi không bao giờ mà tôi cảm giác dỗ nó lên lại, dỗ lên. Đó. Trời đất ơi. Chị mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Có bữa đi ngang nó mắc cho luôn, nguyên buổi sáng mai mới đi nhà thương đó. Đây nè. Ừ. Cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay, tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị thì phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Nó lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng cái mà lựa. Cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Vợ thả lưới không à. Không có đâu. Đàn ông bây giờ. Vợ chồng tôi là thề non hẹn biển. Chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á, là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. Nha, thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu nghe nhánh không? Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không nè, kinh nghiệm là theo rình rạch biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi, chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai. Mấy bà vợ quá tự tin.
súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó nha. Đó đó, cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè, thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá trời ơi. Nhưng mà chẳng lẽ ổng ổng gì mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha, sao ổng trườn xuống cái giường cái ổng lết ra ngoài đường, ổng đi đâu có nổ đâu, ổng đi ngang qua nhà bà, ổng bẻ hết cái bụi tre nhà bà dạt hết. Trời thấy ơi. Không trời ơi, thấy cái thế ổng chống ổng đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạt là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, để bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ổng chống hai cái tre để ổng bảo dưỡng hai cái chân ổng nè bà nội. Ổng đi phà tới nhà ăn nhỏ đó, ổng mới bẻ cái tre ra. Ổng giục cái tre lúc đó, ổng mới phóng lên giường, ổng xài cây củi. Hiểu chưa? Là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạt là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống với nhau không yêu đương nhau nữa thì mình nói một tiếng để tôi ra đi, tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đứng gần tôi, bà đứng gần tôi lấy cái khùng cái người tôi nè bà nói. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hay chơi công khai nó sướng? Tất lén, tất nhiên là lén lúc nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao, bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi, thấy không? Thấy tôi không, body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên, không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chỗ tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng, nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy không phải là ở dài đâu nha, với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Sao kỳ này mà ổng về đây nha, tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa, là hả, tôi xé ổng ra tôi băm làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não không? Phải xài bằng cái này chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô má chị cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nào? Cái bà nói là bà... Trời ơi, em có phước làm vợ của ảnh hả? Nói thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ tre đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải phải không? Phải, bị bả không rồi. À? Không nói phải. Thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa? Ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm, bực. Trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không, phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha, rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó quánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối.
Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi, chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối rồi tôi chỉ ba vô cạp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối không bỏ nghề bán xin xáo luôn. Bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng cào cấu gì, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả, bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương xáo, đang ngon vậy tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ của chổng không à. Không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á trời. Đây nè, tôi nói ông ăn chả bà ăn nem, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ, ổng đẹp là ổng lẫy, thì bà cũng phải làm y chang như vậy. Hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện thì bà hãy bùng phát lên. Ê bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối là tô cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được không? Rào. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Kêu tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. La la la. Ông làm gì vậy? Hít gió. Hít gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, hít gió không ra hơi mà cứ phụt. Mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Chính nó luôn đâu. Quần này áo kia, trời ơi, quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa, con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy hả? Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa. Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa. Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh rồi nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok, tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi. Mấy chục năm rồi mà nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Bà thì vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì đó là phun nước miếng. Trời đất ơi. Ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó ăn chả rồi bán xương xăm, xương sáo hả? Không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy, ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bà nó tiếng yêu quá, tôi nổi da gà luôn. Bởi sao không chịu nổi? Người khác là bỏ rồi đó, chứ có mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao? Tôi đang lừa dối em, mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ kệ tôi. Như cái hộp chị màu vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là pháo phè.
chơi bao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi, bà chơi biến cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh, còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Ừ, nhưng mà bữa nay bả làm sao á? Về cứ căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên căng nhăn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Không biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt, nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao anh nói vậy? Nhìn nó giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo jean nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám mang jean nịch mà. Anh đừng có thào lao vậy. Ai mà ở trường mà đeo jean nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Hiểu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói là tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về là ghê quá. Bỏ ở đây. Anh thì có xạo ha? Anh thứ sáu ha? Sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ghét ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở với bà mấy chục năm nay tôi biết bà không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nghẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nghe. Ê, không có được. Nói rồi hỏi tới cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, tôi phải kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải vận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên hai tay đặt lên ngực.
đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi, bà chỉ ở đây mà sắp kỳ vậy. Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha, có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống tắm nước, nó xuống nước ghê dữ vậy hả? À, không đua đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài tập thì tập cứ lặng qua. Rồi, không quá nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu, tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà. Để trên này mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Gì vậy? Bà tập gì kỳ cục vậy? À, trên này nó nói tôi mới đem theo nè. Bà tập gì? Tập yoga. Ông đừng có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè. Thiền, ông đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chưa có thấy mà ông chỉ tập bay tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên, bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nghe. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá, bận áo ngực chi vậy? Lòi ra lưng ghê quá. Bận ngực cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Con bận ngực cái gì? Biết rồi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh, nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà, mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô. Thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn. Ây da. Ây da. Ây da. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Trời ơi, cái này nè, thấy chưa? Chơi với bạn mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn. Đâu có để tao không vậy? Bà có ý á mày. Lấy vợ ra hả? Mày lấy vợ tao hả? Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy. Ông Bảy ơi, ông Bảy ơi nè. Ông Bảy ơi nè. Bảy ơi, đâu? Đứng lại. Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nhịp ơi. Có nhịp tao Bảy nhịp. Bà nói gì? Nãy giờ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, đâu chưa tiên chúng ở đâu? Trời ơi, trời sao, tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông mà lại đâu nào lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nghẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lửa đó? Hả? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lọt chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung à, mọn chát. Ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm rần rần à. Phải. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà. Đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong. Có nhiều lúc ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi! Là không bao nhiêu năm đây,
còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hết. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết chứ bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Hả? Trời ơi, sao cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục mới vô đội đá banh luôn đâu có được. Ông có 8 đứa giờ thêm hai thằng trai đó nữa. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi, quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi, giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi, trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bỏ cho bú. Giờ không biết là sao này, thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Ờ. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa. Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ giờ sao giờ? Thì đó, thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang, niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho đi. Tu tại gia mình đâu có làm ác thay được. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó. Rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Giờ bây giờ nè. Có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói vậy giờ nói chuyện bà làm sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á. Ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà, cái nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cái nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời, trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đó tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai, đánh, ông sai. Đánh chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện. Có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn như vậy. Bà bậy bạ à, gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hỏi cho. Cái gì vậy? Ông, đúng, tôi phải ly dị chứ bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần đó. Chị một phần, anh một phần đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu con phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao, nghĩ sao vậy? Vợ chồng ta đang ly dị, đi nhào vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng lại để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Cái gì mà quá trời vậy? Tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à? Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Mà nói ông sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả? Ông á cũng biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàn. Hả? Ừ. Ai? Cái ai gì? Nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàn? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăn lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàn? Ai nói? Anh Bảy. Bảy hả? Rồi còn cái gì? Ai nói tôi lăng nhăng? Hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chứ về nhà. Quét lá. Chơi hai đứa lại. Vô đây. Chị Tám. Trước cái giò gì? Vô đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chuyện tôi là một người đàn ông lăng nhăng. Hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh quan tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo. Thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu có ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo.
hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói, tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn, tôi nói vậy thôi. Chị rảnh quá. Ở không rồi đó. Còn anh bảy sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàng vậy hả? Tôi nói chị nghe, tôi làm nghề quét lá mà. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá, tôi coi phim. Tôi có phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá, tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại, em có gì đâu. Móc. Rồi em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa, móc cái đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo. Hả? Gì? Sáu hả? Ừ nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái này không có. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi cái gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe, không phải là hàng xóm nó nghiệm nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận đó, thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nó nên lời cái đá hết gì đó chơi. Đi. Nè, không được làm gì nữa ngươi chưa? Dạ. Tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà ha. Tại gì? Nha, gọi là cái gì? Bài gì đó. Rồi anh đã dặn dò khi chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới, cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị tám chơi cười. Hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em, anh Mai là người tình em trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Trời lộn, trăm năm ông nội ơi. Okay. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên? À, ta ăn năn hối cải. Người ta không nghe, không thấy, không biết, không nhiều chuyện. Đúng không chị? Ủa? Thôi. Nãy tôi chưa có mở vậy chưa có để vậy, có mở tôi cái à, giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không đến hai ca làm siro uống rồi đó, mà cho nó vững càng ra ngoài à. Còn anh? Còn anh sao? Ủa? Vậy? Ủa, sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Cái gì? Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sắn vô tôi chữ đó. Tôi chữ cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ cái tôi đã biết đùm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng đời nhiều chuyện. Nhiều chuyện xàm xí. Cùng hân hoan chào đón giám đốc của đài Ai Điện Miệt Vườn, Mr. Quỳnh Long Hổ. Các quý vị thấy nụ cười tôi khai khác thường phải không? Bởi vì miệng cười mà lòng căng lắm. Năm ngoái chỉ có một thí sinh dự thi thôi, mà năm nay có tới hai thí sinh, đông quá. Làm sao mà đủ giờ để thi đây? Tới giờ rồi mà không thứ hai tới dự thi. Có khi nào đã bỏ không ta? Nó cancel là mình chết à. Không có tiền trả tiền rạp á. Không được. Giái ông bà cho mấy cha mấy mẹ đừng có bỏ thi. Ma hát hay sao? Hey, tôi đây nè, ma cái gì mà ma, ta hát không nhìn bên đây thì vòng vòng bên kia nó ta ma. Nghe gì đó đi. Dạ, ca sĩ có tuổi chưa có tên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào cô.
chào anh, hân hạnh được biết anh. Yeah. Gặp anh là mừng lắm rồi. Công nhận ha, ở đây quản gia mà mặc đồ đẹp ghê á. Mà cô nghĩ sao vậy? Dạ sao? Mà sao cô nói tôi là quản gia? Dạ tại vì thấy anh ăn mặc sáng lòa quá nè. Tôi trân trọng giới thiệu cho cô biết. Dạ. Tôi là giám đốc đài truyền hình Giai Điệu Miệt Vườn. Dạ. Quỳnh Long Hổ. Quỳnh Long Hổ. Trời ơi sao hổ mà em không thấy có miếng hổ nào mà em thấy nguyên cái mặt con mèo vậy? Thiệt. Mày mèo trong hổ. Thiệt vậy hả? Ngoài mèo trong hổ thôi. Để mai mốt biết đi. Cô là thí sinh phải không? Dạ thí sinh, em là ca sĩ. Trời ơi ca sĩ em phải mặc đồ gì chứ không phải ca sĩ mặc gì ra tao tưởng điên. Em nói thiệt anh, em mặc cái kiểu này ra cảnh sát giao thông rất là cảm ơn, bị gì không bao giờ đụng xe. Đúng rồi nha. Lấy số báo danh chưa? Đâu có ai đưa đâu biết lấy. Tại sao không lấy? Có ai đưa đâu lấy. Ờ mà có phát đâu là có. Trời cái này vui không? Trời ơi. Đây. Cầm lấy. Đâu có ăn bánh in đâu đường chi. Đâu phải bánh in. Đây nè. Ai trời ơi, trời ơi, số báo danh không biết là tưởng cái bánh in không à. Ừ. Trời ơi, 2001, chết rồi, em 2001 là còn tới 2000 thí sinh, làm sao thi được, mấy tháng nữa mới thi. Anh ơi, má em nói là phải thi trong ngày hôm nay, bắt giá là em phải lên thôi, không lên là má em buồn lắm. Anh ơi, cho em thi đi. Trời anh, ơi, bình tĩnh. Cha này dê dễ sợ luôn, mình té, cha té theo à. Trời đất ơi, lôi mình, nó nói mình dê. Thấy gái sát sát, nhào nhào vô. Cô bình tĩnh đi, 2000 là giết cho chơi thôi. Trời ơi. Cô là người đầu tiên á. Trời. Cha này nổ thì ớn nổ tới 2000 trả giá nhiều cũng dính á. 2001 phải không? Ừ. Bây giờ cho em thuê đi, cho em thuê đi. Anh là ơi làm ơn lăn cho em lên đi anh. Đừng có lo, hãy tới đây vô tay tôi là phải lên thôi. Đó, đúng rồi, anh nha, lên nha anh nha. Nhưng mà trước nhất là tiền bạc phải sòng phẳng. Trời ơi, tiền là chuyện bình thường. Mà em nói thiệt với anh, từ nhỏ tới lớn em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không biết xài tiền. Cái xài gì? Hạt sàn. Hả? Hát xoàng. Ừ, má dẫn đi ăn bún riêu với tô bún mắm mà má trả là xoàng 5 ly. Trời đất ơi. Thọ khỏi thôi. Giàu nha, trúng bánh rồi đó. Dạ, không biết có giàu không mà hộp xoàng đóng đóng ở nhà đông bằng lau ăn không á. Nghe cô nói vậy thì... Được rồi. Dạ. Cô mà tới cái lò của tôi là quá đúng rồi. Cô mà tới lò tôi thì chắc chắn tôi sẽ lăn xê cho cô nổi tiếng. Khoan khoan cái gì? À, cái lò. Trời. Trời ơi, ca sĩ mà ông nói cái lò làm như nướng bánh mì. Ông làm như tôi lò luyện đơn nha. Lò luyện ca sĩ. Ông gớm bằng lò luyện ca sĩ. Ừ. Lò của tôi đó đặc biệt lắm. Dạ. Lò khác đó là chỉ là công nghệ lăn xê thôi. À đúng rồi. Còn lò của tôi là có cả một âm mưu lăn xê. Nghe không? Cái lò của anh có cả một âm mưu lăn xê. Ừ. Thì anh đừng gọi nó là cái lò. Tôi gọi bằng cái gì? Gọi là cái động đi. Hả? Cái động nghe thấy ghê quá không được. Tự nhiên lăng xê mà ông làm thế ông cả một âm mưu lăng xê. Âm mưu lăng xê cái lò nó đâu có tương xứng đâu. Chơi mẹ cái động ca sĩ đi. Ai muốn nghỉ sao nghỉ. Thôi được rồi. Cô muốn kêu gì cũng được. Ờ. Nhưng mà nói cho cô nghe. Sao? Cô biết tại sao tôi nói vậy không? Tại sao? Tại vì ở đây tôi có chuyên gia lăng xê đàng hoàng. Trời 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 trời, có chuyên gia. Mà chuyên gia này không phải loại bình thường nha. Trời ơi. Mà là chuyên gia về văn hóa, văn học, y học, dân tộc, nghệ thuật, Đại học Văn nghệ Miệt Vườn quốc tế. Trời ơi, em biết rồi nha. Cha này vừa là chuyên gia mà vừa chích thuốc nữa nè. Ừ, sao nói vậy? Cái gì văn hóa, văn nghệ, y học, dân tộc, y học là chích thuốc chắc luôn. À, cái này là cô thông minh. Ừ. Tôi luyện rất là kỹ. Dạ. Luyện từ sáng tới chiều. Dạ. Thấy ca sĩ mệt, đem vô chích mũi bắt ra luyện tiếp. Trời ơi, hay quá. Đúng là cái động này có một không ai. Đừng, đừng, đừng nói động. À, bây giờ... để mời chuyên gia, em mời chuyên gia đây nha. Ừ nè, ông cầm ông câu luôn nè. Mẹ bà thí sinh của mình cũng đưa bà giặt đưa số báo danh. Em muốn gặp chặt trò gặp chuyên gia. Mời chuyên gia vào. Gentlemen, how are you? I am come from
sao phép America. Mày đem băng ca ambulance này tôi mất vô à. Welcome everyone, idol Việt Nam mi Thanh Kiều very mệt. Hay quá. Trời ơi, chuyên gia hay quá. Mà em nói thiệt, anh em muốn làm ca sĩ giật giật nhạc thân chứ em không có chơi ca kịch Quảng Đông. Không phải, cái này là cái môn ông mới tu nghiệp ở Trung Quốc về. Phải không? Ừ. Ủa, ông đi luyện thêm Trung Quốc vậy đó. Ừ. Mẹ bầu hát quả mà hát tiếng Anh tới nổ dịch không? À. Đây là nói chuyện nhau chút. Nói không coi. À, không biết tiếng Việt không? À, ambulance băng cá. Trời ơi. À, cô này muốn lên. Tôi nghe muốn bệnh. Mình có cách đưa lên không? Sơn phủ, chị bàn châu ba chị, xe mẹ phủ, xe mẹ đen. Trời ơi. Hai này ăn trung mát lắm á. Dạ, chuyên gia nói có rất nhiều chiêu thức. À, cái chiêu thức thứ nhất á, hồi nãy cô nói là cô là có tuổi mà chưa có tên. Dạ đúng rồi, hát hoài mẹ bà tuổi càng ngày càng lên tên không ai biết. Muốn vậy mình phải tạo scandal. Tạo sao? À cô biết không? Sao? Có nhiều ca sĩ hát rất nhiều năm đúng. Nhưng mà không nổi đúng. Tại sao? Tại sao? Tại vì không biết tạo scandal. Scandal là sao? Mình phải tạo scandal. Tạo đi. Đi giật chồng người khác. Tạo không? Tạo rồi, mày bà đang làm ca sĩ không làm tự nhiên đi giật chồng ta. Nói như đi, tôi nói ông nghe, đời tôi nói thiệt, tôi rất là đạo đức má tôi dạy, không nên giật chồng người ta, dụ chồng người ta đi theo mình luôn thì được. Trời ơi, à, không được con ơi, vấn đề giả bộ thôi mà. Giả bộ sao? Dụ là giới thiệt quá không được. Ờ. Tôi giàn cảnh nghe không? Sao? Tôi vừa bước xuống sân khấu. Ừ. Một người đàn bà nhào tới nắm đầu cô quýnh tả tơi, nghe không? Cô phải đứng yên cho người ta đánh. Trời trời, tự nhiên đàn bà đánh tả tơi cũng như là giật chồng ta mà cho vợ ta biết luôn. Ừ. Ghê ăn quá. Chứ sao? Vậy là không nổi về mặt ca sĩ, mẹ bà sáng mai báo đăng con quỷ này chuyên môn giật chồng ta. Lúc đó không phải một người đánh cả làng cả xóm, nó kéo nhau nó quánh thấy bà đậu luôn rồi hết làm luôn. Cháu ngu hả? Điên à? À, không được thì mình tung chiêu khác. Chiêu khác đi, thì chiêu này sao được? Cái chiêu này thì cô phải chịu khó đụng tới cảnh sát tội phạm hình sự quốc tế. Đó, Interpol. Đâu? Nghe không? Cô phải lén bỏ nửa ký ma túy vô cái vỏ. Tới phi trường, tới cái cổng check security boy đó. Ừ. Nghe không? Ừ. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại cho tao má nó kêu ầm lên, thấy không? Tập trung tất cả cảnh sát lại. Ừ. Ở đây tôi set up tivi trực tiếp truyền hình, cô sẽ nổi tiếng. Trời ơi, lúc đó nổi lắm. Mà anh nhớ kêu nó quay cái đoạn sau chứ. Đoạn cái nào? Đoạn mà em căng tay ra cái bịch miếng vải đen nữa đó. Là sao? Sự bắn đó ông nội. Ờ, mới tôi nghĩ sao đem nửa ký ma túy mà còn đi tới security chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại nữa. Sám sám si phán su si. Chứ từ vô cái động này có lộn không vậy trời? Hổ. Dạ. Sexy. Trời ơi. À nếu hai chiêu đó không được thì chuyên gia có chiêu cuối cùng. Chuyên gia gì nữa? Tung hình sách lên mạng. Trời ơi. Được nha. Cái này tôi chịu nha. Trời ơi cảm ơn. Em rất cảm ơn hai anh. Vì lăng xê em mà hai anh tung hình sách của mình lên mạng. À. No, no, no. Me, okay. Oh. Him, oh. Ốc, 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 ốc. Là gì? À, ông nói hình ổng á, tung lên mạng, ok. Oh. Hình tôi tung lên. Oh. Người ta học máu trào đờm. Hổ. Nội bộ không giải quyết thì mệt ghê. Em gái. Chuyên gia xin nói cho em gái biết rằng không phải tung hình set của anh lên trên mạng. Oh. Mà tung hình set của em lên trên mạng. Chuyện đó là tôi không bao giờ chơi như vậy. Bán mình sao? Anh nói cho em nghe. Gì? Mấy anh chỉ nói giỡn chơi thôi. Chứ chiêu thức của mấy anh không phải làm cho em là thủ phạm. Ừ. Mà sẽ biến em thành một nạn nhân. Là sao nói không có hiểu giải thích cho có cái... nghĩa là cái vụ đánh ghen á. À. Không phải là em giật chồng người ta. À. Mà đánh ghen lầm.
đánh ghen lầm, sau đó anh cho báo chí túa xua tới nhào tới chụp hình, chụp hình, chụp hình đăng báo. Fan club em thương em, ái mộ em, tội nghiệp em, em nổi tiếng. Đúng rồi, đánh lộn đi, đánh lộn đi. Khương thích đầy mình nhưng mà lộn, hiểu không đó? Chiêu thức thứ hai đó, cái, đó, cái vụ ma túy không phải đích tay bỏ vào trong cái vỏ mà là một thằng khốn nạn rồi nó bỏ vô đó. Xong rồi em vô tình em xách em chạy đó. Chạy qua cổng security nó kêu lên xong rồi bullet ập tới rồi ngày mai anh đăng báo lên bạn em bị quan. Trời ơi, trời ơi, em là anh hùng đó. Rồi cái vụ xét, cái vụ xét không phải hình xét của em đó. Cái mặt của em mà hình của con khác đó. Vậy đi, đưa hình em là trái mạng đó. Đó em xin anh nghe đừng nha. Hiểu đừng chưa, cho tất cả em sẽ ngừng hoạt động nha. Rồi bây giờ em tin tưởng vào cái khả năng mà lăn xê của tụi anh chưa? Biết rồi, biết rồi. Nói như anh em mới yên tâm. Cha anh thì thiệt tình là nói em có đầu đuôi. Nói đầu đuôi hết. Phải có chuyên gia giải thích chứ. Ồ à. Dạ. Mì 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 mò mò. Chuyên gia muốn anh hỏi là em có biết nhạc lý không? À sợ nhạc lý sao không biết làm ca sĩ, biết nhạc lý. Nhạc lý là mấy cái thẻ. Nốt nhạc. Mấy cái thẻ gì nè, rồi treo lên mấy cái sợi dây điện danh ngang. Đó. 4 giây. Kêu là nốt nhạc. Bây giờ em có biết là trên son là cái gì? La. Trên la. Si. Trên si. Đô. Trên đô. Ơ. Ơ. Ơ là nốt gì? Euro. Euro gì? Euro mắc hơn đô. Má em nhà đổi hoài nè, đô rẻ hơn euro mấy trăm. Ồ. Dạ. Hát. Hát gì? Thử bây giờ chuyên gia muốn thử giọng em. Bây giờ em phải hát cho chuyên gia nghe để chuyên gia tính cách cho em. Đó, 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 em sẽ hát để em build cái giọng em ra. Rồi. Nhưng mà em nói thiệt đó là em hát đó là em phải có người bè em mới hát được. Ờ. Hai anh làm hai cái bè cho em được không? Bè có tiền không? Có, đi, đi bè nhỏ, đi bè lớn đi. Ok. Bè liền. Rồi nha, ra ráng bè nha. Rồi. Khi nào mà em ra hiểu bực cái là bè. Ok, nha. Ok, rồi. Em xin hát bài vũ điệu bơm bơm. Nằm xuống. Cậu có gì vậy? Gì vậy? Khủng bố. Ai? Trời ơi, em mới nói em ôm bơm đó. Trời ơi ông ơi, bài hát vũ điệu bơm bơm. Ôm bơm hồi nào? Trời ơi, vậy mà tôi khủng bố. Đi Trung Quốc về không có rành tiếng Việt. Ông nậu này, ông không chuyên gia em quánh giá rồi. Bây giờ em đây giới thiệu đi, em hát đi ha. Sau đây, bài hát vũ điệu bơm bơm bắt đầu. Vô. Hai đứa mắc bố chưa điệu á nha, cần tập lại. Xinh em rất ngay kia, em bị rất ngay ta chưa bên nhau quên sau em ơi. Đêm nay em rất xinh ơi, em rất xinh, cho ta đi nhanh đi nhạc đi chạy. Em cái gì vậy? Mày khùng hả? Cái gì khùng? Ta hát hết còn ha 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 nữa. Không biết nó hát cái bài gì mà không nghe được chữ nào. Không nghe bom không, nó tao tưởng nó kêu mình đi bom xe đạp. Nghe kỹ từ đoạn cuối là đi kêu bom ga. Mệt quá. Còn đỡ nha. Ừ. Nó hát chút xíu nữa FBI tới hốt tôi với ông luôn á. Sao vậy? Con này nó dũng cảm quá không? Nó gan hơn cảm tử quân của Osama Bin Laden nữa. Mấy quỷ dịch kia nó ôm bom nó nhào trong xe tăng á. Mà con quỷ này nó ôm bom nó chạy vòng vòng nó còn la tôi ôm bom nữa. Chứ hát bài khác đi. Nó hát vậy mới mau nổi. Em ơi. Vậy? Em có giọng tốt lắm. Nhưng mà em hát không hiểu gì hết.
Bây giờ em hát cái bài khác mà nó tình cảm nhẹ nhàng chút đi. Hát được chứ. Ừ. Bài đó nghe không kịp thì em hát tình cảm. Được. Nhưng mà với điều kiện là phải có hoàn cảnh xảy ra đi rồi em mới nhập theo em hát được. Hoàn cảnh gì? Nghe em biết diễn nữa đó. Ồ, biết diễn đó ha. Hoàn cảnh vậy thì em nghĩ không có gì đau thương bằng bị chồng bỏ hết trơn á. Tại vì nào em chuyên môn bỏ chồng, em không biết cảm giác chồng bỏ em là sao nữa. Anh làm thử em coi coi nó đau đớn tới mức độ nào. Bây giờ ai làm? Anh làm chồng em. Không, để ta. Anh làm chồng em. Này đi, kia làm con. Hả? Nghĩ làm sao? Khó quá, mà chồng. Dành không à. Mặt xấu quá. Đĩa bày đặt rồi đeo chân hạt. Dạ. Giờ anh phải làm sao em? Ý gần bữa nay chân quạ. Giờ làm sao em? Anh làm chồng em. Chồng em. Anh phải cứng rắn, một người đàn ông cứng rắn lên. Em năn nỉ cỡ nào cũng không chịu. Em dùng mỹ nhân kế cỡ nào nhưng cũng không chịu. Ok. Cứng rắn quyết định bỏ em chuyến này cho em đau đớn. Rồi. Nha, bởi vì em là một người con gái vợ hung dữ. Ừ. Nha. Hồ ơi. Em. Ôm vợ ông nội. Cha này bởi vì cha này cha thèm ta lắm nè. Chùi nước giải đi kìa. Không có giấu được miếng nào trên rồi. Không có. Cứng nhăn. Hồ ơi, em là vợ của anh nè. Anh còn nhớ em không hả Hồ? Về nè. Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Trở về với em đi anh. Quay đầu về với em. Quay đầu là bờ mà anh. Quay lại đá mày đó. Tôi rồi à. Trời ơi, thái độ như vậy là đã hết yêu em thật rồi. Thế là hết duyên tình đôi ngả. Chuyện chúng mình tan vỡ tay. Còn đâu tư tưởng những chiều buông lơi cho vòng tay khát khao. Có tình ai ngon bờ vai xa rời. Anh có biết bao đêm hào gầy giọt lệ này có vì ai. Tình làm mây cho dòng sông mãi trôi. Cuốn về đâu cho người thương nhớ người. Khi đã biết con tim lòng tôi tan vỡ từ đây. Mơ môi anh làm em quá ngày dài. Đôi vai mềm chất chứa ngọt ngào. Còn tình anh giờ đây đã xa lạ. Cho lòng đau càng thêm buốt giá. Biết em hiểu lầm trái tim hoang đường. Nỗi đau ngậm ngùi ôi cương mê dày tâm tôi. Tốt trắng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai đến nay chưa bay chưa nhạc thì có lẽ nào em dời xám là mối duyên đâu sầu đâu chỉ riêng anh đừng buồn em chi dần em chi trách em chi chứ phải tại em là người tạm sang phú khó tay đó qua hồng dễ đó qua lan hoàn cảnh trái ngang em đây đã nói xin yêu cho em chứ dần đêm buồn em đã nguyện yêu anh suốt quãng đời này ta không thương khi tôi đừng lấy mũi ban đầu tình ta nhớ đây sầu mến nhau mà chi rồi nói lời biệt ly ta không đến với nhau chấp nhận đành xa lạ hơn nói tiếng chung tình để rồi phải chịu chia xa cho dù xa cách nơi nơi em vẫn nhớ nhớ về anh trọn tâm chân tình anh ơi con mình nãy còn đâu đoàn lìa bi thương chỉ mình tôi xót xôi đứng đâu anh ở đâu cô ơi ân cô tuy chung kiếp này đành lôi hèn không mong gì số một đoàn viên quan khiên cứ mãi chân chồng nước mắt càng dòng lòng em như môi sáng kim châm tới bời thôi thông ơi đừng chạy
lại trôi quanh cô cho tôi thêm rò mặt một con người dạng hoa nguy hiểm gì khi đối mặt cùng ông tôi đủ chân lý quan tòa tạm dân tên tội phạm thì ông mới chết tại tuổi dài tuổi ngu nên bây giờ đau khổ ai xui gặp gỡ nhau chứ ai xui gặp gỡ làm gì duyên tình đã lỡ duyên tơ ngỡ ngàng tôi như một giấc chim bao ai ơi non non biết tròn gì đâu lòng ta mang nặng nỗi sầu gì đâu nên nỗi đổi thương ra thù. Thôi anh đừng nói nữa làm gì. Nín nên đi anh lấy đắm vai rồi buồn thương nữa chi. Về đi kẹo người ta chờ kẹo người ta trông kìa một chuyến xe. Alibaba 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 Alibaba. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa ảnh cũng lại trời mưa. Tao giết mày. Tớp cổ mày nè, cái này chết nè. Khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, khi nó vô, mày vô cho mày biết tao, tao giết. Mày không biết không, mày không biết không, mày đi, tao giết mày. Mày vô đây, mày chết đâu, mày chết nè. Ôi nó khát nóng trong người vậy đó. Cái sự chuyện lạnh quá vậy ta. Hả? Trời ơi sao mày người nào vậy? Mày quanh nó cho tao. Quanh nó mau. Mau đúng rồi đánh đổ mau đi. Trời ơi nó xe toàn miếng hả mà xe hai miếng. Trời ơi tức quá. Anh ơi có ai trong nhà con cho hỏi thăm tí anh ơi. Em chào anh. Chào cô. Dạ xin lỗi anh, ở đây có phải là đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn không hả anh? Dạ tôi đúng. Dạ vâng, anh xin cho phép em được gặp giám đốc ạ. Dạ tôi là giám đốc. Thôi anh cứ đùa, cứ sáng sớm cứ gặp người nào đùa là em cứ thích thôi. Nhìn anh cứ như con cầy ghẻ ấy. Anh cho em gặp giám đốc đi anh, vì em không có thời gian anh ạ. Không, tôi nói thiệt, tôi là Quỳnh Long Hổ, giám đốc đài truyền hình Giai điệu Miệt Vườn đấy. Em nhìn anh nó giống con gì ấy. Chứ nó không giống con hổ. Con gì? Em nhìn con gì nó te tua như con này nhỉ? Con bạch tuột. Gớm khổ. Áo quần sao cứ đeo cứ mực không là mực thế kia. Anh ơi đây. Thế anh Huỳnh Long Hổ là ô. Thì giống chưa? Ừ. Che lại này chút. Có cái vằn vằn này vào thì nó giống này. Đúng không? Vâng em chào anh Cọp Rằng. Chào cô. Vâng. Cô có phải là thí sinh tới dự thi không? Vâng, em là thí sinh đến dự thi đấy ạ. Chứ không dỗi hơi mà đến nói chuyện. Cô lấy số báo danh này phải không? Có ai cho cái số nào đâu mà báo với đây, cả đây. Đây, cô đây. Vâng, số em. Anh ơi, sao đến 2002 cơ, bao giờ mới được thi hả anh? Không, cô là người thứ nhì. 2000 viết cũng chơi chơi rồi phải không? Có hai người thứ nhì thì viết làm chó cho nó mệt rồi. Cô tới dự thi bữa nay. Vâng. Cô có thể cho tôi biết là cô còn độc thân hay là có gia đình rồi? Gớm, em gần 40 rồi, nếu mà em độc thân thì ông bà mình bảo ế mẹ nó rồi. Thưa thật với anh là em đi thi em chả giấu hoàn cảnh gia đình em thì nó có phần vất vả hơn các anh chị phụ nữ khác. Yeah. Em thì có gia đình lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ đã ly dị. Vâng, em lập gia đình hồi năm 19 tuổi, 9 năm sau em được 7 đứa con. 9 năm, đẻ 7 đứa. Vâng. Tướng như cá lồng tông mà đẻ dữ quá. Thôi anh buồn cười nhỉ, cá lồng tông nó cũng là con cá, nó bằng này thôi mà anh mổ bụng nó ra biết bao nhiêu trứng trong đấy anh ạ. Em cũng không ngoài lệ như con cá lồng tông.
Thế là chồng mà tôi... anh biết không, khổ hoàn cảnh chứ em nào muốn sinh nhiều con như thế, sinh nhiều con người nó sẽ bị hao mòn đi anh ạ. À. À, đúng. Nhưng mà hoàn cảnh gớm, em lấy chồng không phải lấy chồng Việt Nam, em lấy chồng người Mỹ. Mà chồng em thì không biết nói tiếng Việt, em thì không biết nói tiếng Anh, thành thử ra dấu thế nào mà cứ tròn tròn một năm một đứa. Cứ chồng em nó bảo lô mo, em cứ tưởng là cái mo, mỗi lần cây cau nó ra cái mo là nó ra trái, em cứ tưởng ra trái là phải đẻ, thế là nó tòi ra. Ngộ quá. Vâng. À, cô có kế hoạch không hay là... Dạ vâng, em đã đi kế hoạch rồi đấy anh ạ. À. Em đã làm một lần nhưng mà chồng em thì nó bảo kiểu này, xong rồi em lại thích kiểu kia, xong cuối cùng hai vợ chồng hòa để đẻ luôn. Chồng em thì một hôm mới đẻ đến đứa thứ tư rồi, nó sợ quá, nó bảo là go ahead and cut. Cắt cái gì? Em có hiểu cái gì đâu, nó bảo đưa đưa cái kéo để em hiểu là nó bảo cắt đi đây, cắt cái buồng trứng đi, hiểu không? Xong rồi em lại nghiên cứu, em nghe mấy chị bảo không cắt cái đấy đi, nhiều khi nó điên điên đấy. Thế em không cắt, em bảo no 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 no, cắt là treo ép. Cái gì? Ép là cái trứng đây. Sáng nào nó không bảo em làm cho nó ăn thì em biết cái ép là cái trứng. Thế em bảo treo ép tức là treo trứng. Cô... Nhưng mà anh biết không? Nghe em nghe treo nó không điên hẳn mà nó cứ tàn tàn, nào lâu lâu nó lại chạm dây lại cắn chồng rồi bỏ mẹ. Thôi em không làm nữa. Yeah, bỏ cái đó nè. Vâng. Cô bây giờ cô đang làm nghề gì? Dạ ngày trước thì em làm lông, bây giờ em làm leo. Làm gì cô? Ngày trước em làm lông. Làm lông là làm ruộng ấy. Xin lỗi, tôi không hiểu. Còn bây giờ em làm leo là làm móng tay lại. Dạ dạ. Làm nông. Làm nông. Dạ. Làm nông. Ê cô ơi, nói này cô đừng giận nha. Giận gì anh? Tôi nghe mấy thằng bạn tôi nó nói tả về con gái nhà nông á. Vâng. Nó nói vậy nè. Chưa đi chưa biết miền quê. Vâng. Đi rồi chỉ muốn quay về cho xong. Dạ. Bởi cô con gái nhà nông. Vâng. Suốt ngày chỉ biết chổng mông lên trời. Anh ơi, em ít khi nào biết bực tức với người đối diện lắm. Dạ. Yeah. Nhưng mà ai nói thế nào với em thì em xin giả lại thế ấy. Dạ. Vâng, thì em xin phép anh, em giả lại cho anh 4 câu thơ mà anh đã phan vào mặt em. Dạ, không dám. Dạ. Vâng, thì em xin giả lời cho anh là: anh ơi đừng có ngạo đời, từ đâu lại đến buông lời khinh khi, bởi do nông vụ đã đến kỳ, mong em không trồng thì lấy cái gì anh xơi. Thế bây giờ em hỏi anh, lúa nó chín đầy đồng, em không chung khu em cắt thế này thì lấy cái gì anh ăn? Cảm ơn cô. Thôi giờ vậy, vô vấn đề chính đi ha. Vâng. Cô tới dự thi thì ở đây thể lệ thi gồm có hai phần. Vâng. Cô phải hát một bài nhạc chấm và một bài nhạc nhanh. Bây giờ cô muốn hát thể loại nào trước? Dạ em xin hát nhạc chậm trước. Nhạc chậm, cô hát loại nào? Dạ em xin hát thể loại ca trù. Ca trù? Vâng. Trời ơi cái này lâu lắm đó nha. Vâng. Người trẻ như cô biết được là quý lắm đó. Vâng. Nhưng mà cô hát ca trù mà cô có biết ý nghĩa của nó là cái gì không? Dạ thưa anh, thì xưa bài nay bắt chước thôi, chứ em thì em không biết ý nghĩa. Nhưng mà em chỉ biết mỗi một điều là nếu mà mình ghét thằng nào thì mình cứ chù cho nó chết. Mời cô. Vâng, em xin phép anh em ca chù ạ. Hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thâm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tờ liệu. Cô nó kẹt mẹ nó băng rồi. Trời ơi cô làm gì tôi sợ quá, tiền nhà tôi còn không có đó, cô đừng có làm tôi sợ, tôi không có tiền mua bảo tiền bảo hiểm cho cô đâu đó nha. Việc gì cô? Cái đấy đoạn đấy mới là trù đấy. Anh sợ hả? Sợ anh chết. Sợ vậy là em thành công rồi. Em trù mà thằng này sợ chết. Bây giờ cô hát thể loại thứ hai đi.
nhạc nhanh. Anh cho em hát thể loại thứ hai. Ừ. Vâng, thể loại thứ hai em không hát một mình em mà em song ca lam lữ. Cái bài gì mà tôi nghe cái tựa sao nghe lam lũ vậy? Không phải em song ca lam lữ. Lam là man and woman đấy. Nam nữ. Vâng. Dạ. Thôi nhưng mà cô hát nữ thôi, đừng hát nam nha. Sao thế? Tôi sợ lắm. Mà cô hát có diễn không? Có chứ ạ. À. Đừng. Thôi đừng diễn. Nãy con Hùng đi diễn tôi sắp chết rồi nè. Cô diễn tôi biết tôi còn cái gì nữa nè. Cô anh yên tâm đi. Em diễn em phải diễn như thế nào chứ. Còn trên người anh còn gì để vặt. Em mà làm anh một phát nữa là anh như con lợn cạo bây giờ đấy. Vâng, thôi em xin phép anh cho em được song ca lam lữ. Cho anh cho em một tí music. Vâng. Chân anh hỏi đôi câu chuyện lòng. Xuân nay tuổi độ bao nhiêu, người yêu đã có hay còn cô đơn? Tránh ra để lối tôi đi, không ai quen tiếc hỏi chi lạ lùng. Xuân nay bao tuổi kệ mẹ tôi, người yêu chưa có anh hỏi mà làm gì? Ngại gì mà em đứng quá xa, em ơi anh xin được làm quen nhá. Thôi đi anh này kỳ ghê à. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng làm khó dễ để anh khổ lòng. Anh kia ơi anh tôi xa nà, chưa hề biết nhau nhớ nhá. Chớ lo trước lạ sau quen, em ơi sao nỡ lạnh lùng. Lòng anh tê tái khi em hững hờ, nơi anh sao quá ngọt ngào, khiến nào cũng phải xuyên sao. Nhưng tuệ có lúc người ta thay nong. Em ơi dù vật đổi sao rời, thương em anh vẫn tròn đời thủy chung. Hay, hai nam nữ như vậy. Coi như tôi long trọng tuyên bố là cô là người trúng tuyển. Hai thí sinh dự thi, cô đậu hạng nhất. Hai người thi mà em đậu nhất hả? Vâng. Còn hãnh diện mẹ gì nữa. Anh ơi, em bây giờ em không cần biết là em đậu hạng mấy, miễn sao đậu là được rồi. Thế anh cho em xin tiền thưởng. Làm gì có tiền thưởng. Ở đây tổ chức ra thí sinh trúng tuyển thì giới thiệu đi hát. Hát người ta trả tiền, đó là tiền thưởng đó. Chứ đâu có tiền thưởng gì đâu cô. Mày đừng trách bà dở mặt nhá. Có tiền sư bố nhà mày sao mày rảnh thế hả? Cái tao mà nếu mà tao thích mà tao đi hát đi hò, tao gửi mẹ băng lên ba di bài nai, may ra tao còn được lên sân khấu lớn. Gấp này mày tổ chức hôm nay, tao tưởng đâu hôm nay tao đến tao thi là tao quyết định là tao lấy tiền về tao trồng tiền đá banh cho chồng tao. Mẹ nó thua cái trận Brazil kia kìa. Không kéo dưới này còn thua nhiều hơn cả chồng tao đây này. Thằng nào cũng đâm đầu bắc vào đấy, thằng chồng tao đã thua nhiều lắm. Thế bây giờ không có tiền à? Dạ không có. Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ lăn xê cô lên nổi tiếng. Xin lỗi mày, tự động lăn một mình đi nhá. Xê. Không có tiền, mày đặt tổ chức miệt vườn với trả miệt ruộng. Rách việc và phán mẹ cho nó thoáng. Go, go. Bữa nay thì sao?
hết gặp con khùng gặp con tỉnh. Trời ơi bây giờ không có tiền, có ai cứu tôi không? Tôi ai? Tôi nè, tôi sắp chết rồi. Tôi sao vậy? Trời ơi, tại sao nó nông nổi vậy? Tôi xách cái con quỷ khùng mới vô trong. Sao tôi vừa mở miệng á để bạc bạc tôi nằm luôn không ơi. Sao hồi nãy tao nghe nó la ông sợm đẫm đó. Trời ơi, tôi đâu có la được đâu. Nó la thất thanh mà nó cười mãn nguyện. Mà con này nó ngộ lắm không? Sao? Nó quánh xong nó băng bó nó mới mà chịu bỏ đi. Vậy là nó cũng còn tốt đó mày. Tốt bà nội tôi chứ tốt. Trời ơi, nó băng bó, nó lục hết tiền tôi, nó lấy sạch không còn một đồng một cắc. Nó nói tiền đó là tiền băng bó. Cũng tại ông cơ mà. Ông lừa gạt người ta, ông mở ra cái cuộc thi này làm gì? Bây giờ ông biết à, người ta nói cái câu là gậy của mình đập lên lưng của mình rồi biết chưa? Nói bậy bạ không à. Gậy ông đập lưng ông gậy. Mày bị như vậy á, gọi là tiền mất tật mang. Ờ. Tao nói mày nghe, tao biết hậu quả như vậy á, người ta đâu có làm. Nếu biết chưa có hôm nay thì ngày hôm qua chưa vui sao. Trong lòng em luôn cứ tàn, nhóm đời không tha thứ anh. Trách ai giờ đây đã lớn rồi. Đài truyền hình gia đình Việt Trường tới đây tuyên bố giải tán. Tới nơi rồi đó sếp ơi. À mà sếp. Ủa? Ông đi đâu rồi ta? Sếp ơi, lúc nào cũng chậm chạp lề mề, vậy mà cứ kêu đi làm từ thiện hoài. Mà tưởng làm cái gì? Cứ đem ba cái đồ cũ không mặc nữa đi cho từ thiện, rồi chụp hình bó lên Facebook phô trương. Làm từ thiện mà không có tâm gì làm cái gì? Cái thứ gì đâu á. Cái gì vậy? Ê, dạ. Mày nào? Dạ. Mày mới chửi ai vậy? Dạ xin lỗi sếp. Dạ em coi trên mạng, chứ em đâu có dám chửi sếp. Coi chừng đó nha. Dạ. Tới nơi hẹn là phải không? Dạ đúng rồi sếp. Tại chỗ này nè. Hẹn hò gì cái chỗ mà sông nước cây cối tùm như vậy hả? Dạ. Đứng sếp đây. Hả? Cái gì? Sếp không nhớ chỗ này hả sếp? Sao? Lúc trước công ty của mình từng hút cát ở đây, mới gây ra hiện tượng sạt lở đó sếp. Hút cát gây ra sạt lở? Dạ. Có đúng như vậy không? Dạ đúng. Công ty của mình từng hút cát mới gây ra hiện tượng sạt lở. Sao mày không la cho cả xóm mình nghe luôn đi hả? Dạ. Kính thưa bà con, lúc trước công ty của tôi từng hút cát ở đây mới gây ra hiện tượng sạt lở. Mày im đi mày. Ây da, ây da. Bốc cát mày chết chưa? Dạ. Sao mày la lớn vậy? Em nghe lời sếp mà. Bây giờ tao bốc cát đưa mẹ mày cũng ăn hả? Dạ ăn cho sếp. Cát là chuyện nhỏ. Bây giờ á là đá xi măng sắt thép người ta còn ăn được mà, nó chi cát. Ờ mà cũng nhờ móc cát lậu á, gia đình của sếp mới có được ngày hôm nay đó. Mày thì mày im cái miệng mày. Mày đúng là cái thứ mà đầu óc cu si mà tứ chi phát triển. Bực mình đó. Bây giờ đứng đây hẹn rồi chuỗi đất nó sạt lở chết không? Không có sếp yên tâm, trước khi nó sạt lở á là nó phải lở đất trước xong nó mới sạt lở sau. Trời ơi. Sạt lở rồi, đang sạt lở. Sạt lở mày ơi. Anh xem bị sao chứ? Không sao. Dạ. Tôi ôm được cái cọc rồi. Cái chân của người ta. Cọc ông nội ông chứ cọc. Do người ta. Ủa? Không phải sạt lở hả? Dạ không, biến sát đánh đó. Ơi, hết hồn. Hết hồn. Ai đây? Ai đây? À, dạ. Đây là ông tổ trưởng. À. Còn đây là sếp của tôi. Ô, sếp. Ô, hey. Cái gì vậy ông? Tôi chào, đàn em tôi nó kêu chào vậy đó. À, chào cũng lạ quá. Ê, ra ngoài kiếm cái ghế hai cái vô cho tao, ông ngồi nói chuyện coi. Dạ. Đi lẹ lên. Sếp chờ một chút. Chào ông tổ trưởng. Monsieur madame. Madame là đàn bà, tôi là đàn ông phải kêu bằng monsieur. Monsieur hả? Monsieur đó. Tôi hồi xưa tôi học tiếng Pháp á, chia vẹt bờ động từ đực cái tôi quơ vô một đũa tôi chơi luôn à. Đừng có thắc mắc ông nội ơi, hiểu không? Tôi thấy ông hơi là lạ rồi đó. Lạ hả? Hèn gì ông xuất hiện sau cái tiếng sét đánh. Tại sao vậy? Ông hỏi tôi phải trả lời thôi.
Sao? Cái vùng này á, hồi xưa tới bây giờ, cái mùa này không bao giờ có cái vụ mà sét đánh. Ừ. Tôi nghĩ chắc có thằng mất dạy nào làm chuyện độc ác nè. Nó trốn ở đâu đây nè, ông trời, ông canh me, ông quất nó mà chưa chết á. Ông là người mới tới đây phải không? Đúng rồi, tôi mới tới. Ông chửi tôi đó hả? Không có, trời ơi, làm sao tôi chửi ông được. Ông là làm từ thiện làm sao chửi được. Ở ra đây đem ghế vô đây coi. Trời ơi, cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy. Đem ghế. Quách mày. Cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi hỏi ông làm gì đó. Tôi làm trưởng ấp. Tôi làm tiểu trưởng. Cái gì vậy? Này sếp. Không, sếp làm tôi hết hồn. Ngồi xuống đây sếp. Xích đạo, ngồi xuống đi. Vậy mày chắc cha tao à? Ông lớn chơi kì ông nội. Tao chơi kì vậy? Thì giờ ở đây coi có bao nhiêu thằng lớn. Ở đây có hai thằng lớn, còn thằng này nhỏ. Trời đất ơi. Ê mày đừng có hổn như mày. Hai thằng nào lớn? Ăn nói không có biết chừng biết mực gì hết. Đi qua bên kia đi. Để nói chuyện. Đi qua bên kia. Đi. Đi. Nhìn mặt ông là tôi quế quế rồi đó nha. Quế quế gì mày? Mày làm gì mày quế quế? Mày quế tao gì? Hả? Thôi được. Đấy, rồi tao cái ghế không? Hả? Cho mày không còn chảy đầu được nha mày. Thôi được rồi. Ừ, để xuống đây. Thấy ghét rồi. Đây nè. Nhìn gì? Nhìn gì? Thôi gì đâu. Đi đâu kia mày? Thì vô đi. Đúng rồi, phải vậy mới được. Tôi nói cho ông biết á. Tôi nể mặt sếp tôi thôi nha. Thôi đất ơi, ngồi ơi. Trời ơi. Nó vuốt đầu thôi mà, ông làm cái gì không biết. Nó vuốt đầu hả? Bộ con cho nó hiền lắm. Hiền nội tôi chứ hiền. Làm từ thiện mà muốn ăn tươi nuốt sống tôi à. Tôi đâu có hung dữ đâu, nãy giờ ông thấy tôi có hung dữ không? Đó. Ngồi đi. Ngồi phải không? Merci madame. Nữa. Mong sự. Thôi có mong cái sự gì tôi madame cho nó sạch sẽ, hiểu không? Rồi bây giờ vô vấn đề. Bữa nay tôi nói cho quý anh biết, tôi chọn một cái khu vực vắng vẻ như vậy nè. Tôi mời hai người tới. Để hai người có thể thực hiện cái dục vọng của mình. Cái gì vậy? Ông ăn nói cái gì vậy? Tôi là người đàng hoàng tử tế nha. I'm sorry, tôi xin lỗi. Nguyện vọng từ thiện của mình, tôi nói cho ông nghe khổ lắm. Làm tổ trưởng phải ăn nói lưu loát, ngôn từ cũng giống như ngôn tình, hiểu không? Mà tôi thì tôi nói không có được như vậy, không? Cho nên là từ ngữ không có được suôn sẻ. Thôi bây giờ vậy nè, tôi sẽ giới thiệu cho ông một số phần tử mà cơ nhở ở đây. Đâu có nói phần tử, tôi nói gì? Nó là thành phần, hiểu chưa? Thành phần là ông nói sai đó. Sao? Mình phải nói là hoàn cảnh cơ nhở. Thành phần gì? Thành phần gì? Ông học lớp mấy là thành phần gì? Hả? Ông nói mà không biết mắc cỡ với cái mục rùi của ông, mệt quá à. Liên quan tới mục rùi của tôi? Trời đất ơi, nó nhảy lên nhảy xuống hoài, mệt quá trời ơi. Nói chuyện với ông thì tôi rối thiệt đó nha. Rối gì mà rối? Ông, tôi là, ông là tổ trưởng ai bầu cho ông? Hả? Hả? Không có quân nào bầu hết á. Mấy đứa kêu là băng nhóm nó bầu. Cái gì? Nữa. Băng nhóm hả? Không lỡ bà con cô bác bầu, hiểu không? Bởi vậy khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nè, sao trước khi làm tổ trưởng ông làm nghề gì? Ông hỏi nhân thân tôi phải không? Ừ. Tôi cũng tình thiệt tôi nói ông, trước khi mà tôi làm được tổ trưởng uy tín tôi tràn trề, tôi làm ở bên trung tâm truyền máu huyết học đó. Ồ, vậy là làm bác sĩ. Làm bệnh viện nào vậy ông? Bệnh viện con khỉ khô, nói cho nó văn minh vậy thôi, chứ tôi làm ở thục thập huyết heo, là heo chính hưng ông nào. Trời đất ơi, ông thọc quốc heo mà không nói trung tâm truyền máu đi học. Trời đất ơi, thấy cha này cha ngu nữa không? Ngu gì? Trung tâm truyền máu huyết học mà tôi nói theo ngôn tình văn tình, hiểu không? Ta thấy mình là con người biết có văn chương, chứ thật sự thọc quốc heo máu nó xịt ra rồi bưng cái thao đó đem đưa cho mấy bà bán cháo huyết, có phải là truyền máu không? Mệt ghê, nói chuyện mắc cỡ với cái mục rùi ổng. Thôi đụng chạm này nha. Xin lỗi. À. Tôi nói ông nghe, thọc huyết heo là cái nghề sát sinh mà. Tôi thọc một thời gian tôi cảm thấy khó khăn quá, tôi thấy có tội với lại ông bà tổ tiên, tôi không thọc nữa. Mà tôi nghe lời động viên của anh em, tôi lên đường đi cầm súng. Ông đi lính hả? Không có đi lính. Chứ làm gì? Tôi đi cướp. Cướp có vũ khí hả? Thì cướp là phải có vũ khí. Đứng lại, đưa tay lên. Mi đã lọt vô ổ phục kích này rồi. Có bao nhiêu tiền vàng đưa ra đây. Không đưa. Hum. Chết không? Tôi có chết. Bởi vậy súng giả mà làm sao chết được. Đi cướp bằng súng giả mà ở tù 2 năm đó cha nội ơi. Cái gì kỳ vậy?
Cướp bằng súng giả mở tù 2 năm. Ông cướp cái gì? Hột xoan hả? Never. Vàng? Never. Thế cướp cái gì? Cướp gỗ bánh mì. Dù đi. Cướp gỗ bánh mì mà bị ở tù 2 năm. Ổ bánh mì, luật pháp nghiêm minh. Mình dùng súng mình uy hiếp quốc ổ bánh mì thì giờ phải vô tổng gửi lịch 2 năm. Đó ổ bánh mì còn nhỏ nha, 2 năm nha. Ông cướp cái lớn coi chừng múc chỉ cà tha, gửi lịch mãn đời luôn đó. Là sao? Thôi đừng có hỏi cái vụ nữa, kiếm luật sư hỏi thì mệt quá. Thiệt á. Trời đất ơi. Mà tôi nói ông nghe. Sao? Bữa nay tôi tới đây là làm từ thiện ha. Trời. Tôi không có rảnh mà nghe ông kể ba cái chuyện quá khứ trinh tham xuống ống của ông. Thấy chưa? Tôi cũng đâu có rảnh. Tôi cũng đâu có rảnh. Ông không rảnh sao ông hỏi tôi? Cái gì? Ông hỏi tôi mới trả lời. Với mắt cha gì tôi hỏi tôi trả lời. Ông trả lời tôi làm chi tôi mới hỏi tiếp. Ông nói là ông có mắc cỡ với một rùi ông không? Tôi không có giỡn với ông nha. Giỡn gì? Bây giờ nè. Ông ngoài xe đó, tôi rất nhiều đồ làm từ thiện. Biết. Ông kêu ai nghèo khổ thì tôi làm cho lẹ lẹ tôi đi về nữa, tôi bận lắm. Ở đây biết bao nhiêu phần tử nghèo khổ, ông dòm đi. Cái khu vực sông này nè, trời đất quỷ thần ơi, hồi xưa bình an vô sự. Từ ngày cái quân mất dạy hút cát trên sông, nó hút cát lậu, ông nội nó hút, hồi xưa nó lấy cái sáng cạp nó mút, bây giờ nó lấy cái ống ba lớn rồi nó hút ù. Bây giờ Hà Bá Thủy Thề còn dọn đi chỗ khác ở rồi đó. Tôi yêu cầu ông đừng có nhắc tới ba cái chuyện này nữa không? Mấy mất dạy hút cát lậu mà không chữ hả? Tôi nghĩ bây giờ nó biết dạy rồi đó nha. Thằng nào đâu biết dạy. Ông lo cái chụp nhiệm vụ ông đi nha. Rồi. Kiếm ai nghèo khổ tới đây cho tôi. Rồi tôi sẽ đưa cho ông một phần tử mà ông dòm, ông rớt nước mắt liền. Một rùi sẽ chạy đi chỗ khác không còn ở trên mặt ông nữa. Trời ơi, bà Thủy ơi, bà Thủy. Tôi lại bà Thủy ơi, bà hẹn 7 giờ mà sao giờ này bà trâu ở chỗ nào bà Thủy ơi. Tôi lại bà. Ê, gì? Ông giỡn mặt hả? Giỡn gì? Kêu Hà Bá làm gì? Hà Bá nào? Ông mới kêu bà Thủy. Tôi đã nói Hà Bá đi định cư chỗ khác, chỗ này ông nội cũng Hà Bá ở cũng được nữa. Bây giờ còn có bà Thủy. Bà Thủy là bà Tạ Thu Thủy. Hiểu không? Nhà bà ở đây, đất bà ở đây. Có quân hút cát mất dài hút cát. Thôi được rồi. Nói hoài. Dạ. Nghe rồi. Bây giờ sạt lỡ rồi, giờ bà ở trên cái ghe nè. Bà Thủy ơi, bà tới chưa bà Thủy? Trời ơi. Tôi tới rồi nè. Đó, Thủy tới rồi kìa. Đó. Thấy chưa? Bà Thủy. Bà Thủy đó cũng hút láng mất dạy đó mà. Chào. Dạ chào bà. Ê, dạ. Sao nhìn mặt cái cậu này quen dữ không? Quen không? Quen. Tôi quen hồi nãy giờ tôi nhìn mà tôi không thèm nói. Ông nội này ông quảng cáo cái thuốc gì trên truyền hình mà của Nhật Bản trị bệnh ung thư đó. Sugoi Fukada. Đúng rồi, cái thuốc đó đó mà có bộ đồ vest đen mặc hoài, có cái gì cũng mặc bộ đồ vest này không. Vậy đó cha. Tôi có thay áo sơ mi ở trong mà. Bà Thủy. Bà thấy tôi cũng đúng. Tại vì tôi hay lên báo chí là truyền hình lắm. Tôi hay làm từ thiện đó mà. Phải. Mời bà ngồi. Xích đạo, xích đại. Măng xích đạo. Bà ơi. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. 86 tuổi. Bà đi tới đây với ai vậy? Đi một mình anh hả? Ủa chồng con đâu? Chết hết rồi. Ủa tại sao vậy? Hả? Tại sao chết? Hồi xưa nhà ở đây nè, có mấy công đất với cái nhà ở đây. Dạ. Rồi bị sạt lở chết hết rồi. Thì cái quân mất dạy hút cát lậu đó. Được rồi. Cái bữa đó đó là tôi đi họp đặng gửi tiền cứu trợ lũ lụt. Rồi 9 giờ đêm mà tôi về tới nơi tôi thấy không còn nhà cửa gì hết, đất đai nó cũng không còn. Tôi quảng hồn quảng vía, tôi kêu ông ơi. Xong tôi nghe tiếng chồng tôi dưới sông, tôi soi cái đèn pin xuống thấy ông ôm cái tủ lạnh nằm dưới. Ủa sao ôm tủ lạnh vậy bà? Thì nó sạc mà, nó sạc lỡ rồi ôm được cái gì ôm miệng sống thôi. Thì cũng không ai cứu hả? Ai đâu cứu, nó sụp nguyên một xóm, ai cứu ai. Rồi một năm sau ông buồn, ông thất chí, ông chết rồi. Ông nghiệp lắm. Chắc có lẽ là ông thất chí, ông buồn cho nên ông mới tự tử phải không bà? Ông bị cúm gà. Người Trung Quốc vậy? Ông thất chí, ông buồn bị mất của mà. Buồn quá, rồi cái bắt đầu sinh tật đi nhậu. Nhậu xong bữa đó nhậu sao nó làm cái mồi nhậu đó, trúng con gà bị cúm gà chết queo.
Bữa đó có rủ con cha này đi nè. Đúng rồi. Mà bị bữa đó ổng mắc dẫn đàn em đi quýnh lộn. Trời đất ơi. Cho nên không đi chứ không thôi giờ không phải ôm tủ lạnh như chồng tôi mà ôm cái tủ thờ luôn rồi. Đúng rồi. Nói chung đầu dây mối nhợ cũng tại cái quân bờ hút cát đó. Bà Thủy, tôi thấy hoàn cảnh của bà rất là nghèo khó. Dạ. Bây giờ tôi tính như vậy, tôi sẽ thay mặt công ty tôi tặng cho bà một miếng đất ngang 1 mét, dài 2 mét. Dạ. Đất kỳ lạ à? Đất đâu mà kỳ của bà, ngang mét dài 2 mét, ở khu nào? À, cái đó là ở trong khu Nghĩa Trang, công ty mới thành lập đó mà. Trời đất ơi, bà bị cái quân bất dạy khốn kiếp hút cát lậu nó làm tan già nát cửa bà, bây giờ ông trù cho bà chết luôn hả? Không phải, nó có lý do mà. Hồi xưa đó tôi kinh doanh ở dưới nước á, thấy ác quá cho nên tôi mới nhào lên bờ tôi làm kinh doanh cái đó. Đúng rồi, yeah. Trên đời này có 2 cái nghề mà độc ác nhất là nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá, mà cái thứ hút cát mất dạy á, cát lậu là hà bá đâm hả? Ông nói ai đâm hả? Đâm ai hả? Hà bá đâm. Ông đâm thì có. Thì tôi đâm. Đâm gì? Hồi nãy giờ ông nói chuyện ông đâm thọt tôi đó. Đâm thọt cái gì? Ông đâm. Bà. Tôi. Bà gì? Hả? Ông là cái thứ, đồ cái thứ vô duyên, có một người thấy phát ghét. Bà im đi. Rồi sao? Rồi sao? Tôi đâm ông mới đừng nói. Tôi đâm ông á. Ông đâm à? Đâm ông. Đâm ông. Đây, 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 đâm tôi đi, đâm tôi đi. Từ ngày chồng chết giờ không ai đâm. Hai người ngồi, tôi ngồi ở giữa đây, tôi già rồi. Hai thằng đâm qua đâm lại xong đâm mẹ tôi chết cho rồi đi. Không có, không có đâu bà ơi. Tại cái ông này ông nói năng gì đó mà hồ đồ. Hồ đồ ông nội ông chứ hồ đồ. Thế tự nhiên bây giờ tôi cũng không cần chết, thấy không? Chưa gì hết để cho tôi cái quyệt làm gì? Tôi không lấy. Nghĩ sao mà cho bề ngang 1 thước, bề dài 2 thước. Thôi được rồi, đó là cái sơ ý của tôi. Xin lỗi. Bây giờ bù lại tôi sẽ cho bà một miếng đất ngang 5 mét, dài 20 mét, tôi xây nhà cho nó cho bà ở luôn. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, nhiều quá, ta được cái nhà rồi. Được cái nhà, cái gì qua đây giùm tôi. Cái gì vậy? Ông sơ mà người ta lớn tuổi. Thôi cái gì, để người ta làm việc, tôi là tổ trưởng. Nè, tôi nói cho bà Thủy biết, cái chuyện mà nhận ngày kia là phải qua xác của tôi tổ trưởng, hiểu chưa? Đâu, cho nhà tôi. Để tôi tính. Nè, bây giờ tôi nói cho ông nghe, ông làm từ thiện phải đúng nơi đúng chỗ, thấy không? Thì vậy đúng quá rồi, chứ còn gì nữa? Đúng đâu mà đúng. Ông nói không biết mắc cỡ một rùi ông hả? Nè, ông nói một rùi nữa tôi giả tét mày nữa nha. Sao tôi không nói một rùi nữa mà tôi nói ve chó được không? Bỏ đi. Tập trung vào chuyên môn. Rồi, ok. Cái chuyện nhà, giải quyết cái chuyện nhà đó. Rồi nói làm vậy, xóm này ai cũng tan thương hết, ai cũng bị sạt lở, có người không có nhà, bả có cái ghe mà ông cho bả cái nhà thì là bất công. Cái nhà đó không được cho bả là cả xóm này vậy giặt, mà tôi là lãnh trách nhiệm đâu, biết chưa? Mắc mới gì ông lãnh trách nhiệm? Trời đất ơi, cho phải công bằng. Bả có cái ghe làm gì cho được nhà? Tiêu chuẩn là có ghe rồi, bây giờ chờ tôi dỡ sổ ra, cuốn sổ ra tôi coi có ai mà hợp lý đúng tình hình thì tôi đưa cho ông. Coi. Ai đây coi. Đây nè, ông bé Ba nè. Đây là bé Ba, là một trong những phần tử neo đơn nè, khổ sở lắm nè. Trời ơi, bé Ba này, vợ chồng của nó, tôi nói thiệt, tôi nói hoàn cảnh ra ông nghe là ông rớt nước mắt luôn. Sao vậy? Trời ơi, vợ chồng nó chí thú làm ăn mà nó nghèo rớt mồng tơi ông ơi. Tầm bậy, chí thú làm ăn mà nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, ông nói vậy là đúng. Đây nè, có bà đúng, em mới vừa tới không có biết đâu, vợ chồng nó chí thú làm ăn lắm. Nó làm ăn gì bà? Anh biết ông nó đi mượn tiền bà con hàng xóm nè ha. Dạ. Rồi nó cầm cái nhà của nó nè ha. Rồi nó cầm từ đường gia đình nó. Đúng rồi. Nó lo mần ăn. Nó mần ăn cái gì bà? Nhưng mà thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa, cho nên nó mới thất bại. Sao thất bại? Nó thầu đề đó. Cái gì? Nó thầu đề với lại thầu đá banh. Trời đất. Trời ơi, ta nói trong vòng một ngày nha, sau 4:30 nó ra 4 con xỉu chủ, rồi sau 2 giờ khuya nó đá vô 2 trái, 2 vợ chồng trắng tay. Cái gì mà vỗ mông tôi hình phạt vậy? Cái vụ đó ai kêu bà nói? Ủa thì cháu ruột ông mà. Ủa cái gì? Cháu kêu ông bằng chú ruột. À thì ra là ông móc người nhà để lấy những cái đồ từ thiện của tôi hả? Móc hầu nào? Ông làm cái gì vậy? Tôi chưa lấy được miếng nào mà chửi người ta là sao? Dẹp. Bỏ qua cái chuyện đó rồi. Cái nhà
bà đừng có lo. Nếu mà tôi đứng trước đây mà tôi làm cái chuyện này giao nhà cho bà, ông này ông sẽ ganh tị, hiểu chưa? Bây giờ tôi tặng bà món quà thực tế hơn, sai liền. Chờ xây nhà nó lâu lắm. Phương, hay không? Để ông hoài không? Nóng dầu mà. Dạ, sếp. Cuối cuộc không bên nào được ăn hết trơn rồi. Ông dài. À, tại bà nó mặc hay tùm lum mới không được, hay chưa? Cái gì tự nhiên ông cho? Trời có quà, ơi, ơi, mày tập tạ cho cố vô mà đẩy không nổi. Nặng lắm sếp ơi. Đây, đây, đây. Ôi, ôi, cái gì bự chán hả trời? Cái này cái quà gì này của tôi mà. Của tôi. Thì tôi hỏi thôi mà, cái này cái gì vậy? Cái hòm, ông lấy không? Tôi chở tới nhà cho ông luôn. Thôi cái này đưa bà muốn nhận gì bà nhận, khỏi coi sổ. Thôi để qua kia. Ông lấy đi. Thôi, 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 tôi còn yêu đời lắm. Để qua vài bữa. Thôi, để đây được. Được rồi. Xây qua sếp, nặng quá. Xây qua bên kia. Mày cái gì mà yếu vậy? Cái gì vậy? Đây. Cái trang thờ hả? Mày. Không phải, từ từ rồi bà biết. Mở. Đây là cái ghế massage. Tôi sẽ tặng cho bà. Bà đem xuống ghe, bà treo mệt, bà sẽ leo lên ghế này, nó sẽ làm phục hồi sức khỏe bà. Chờ tôi chút. Thì sao? Bà đi đâu vậy bà? Đi đo cái ghe. Thôi không cần đâu bà ơi. Tôi thấy như vậy nè, cái ghế này thì bà đem xuống ghe bà để không có được đâu. Trời ơi, bà để là chỗ nào bà nằm? Khoan, ông bình tĩnh. Hãy tìm hiểu coi xuất xứ này. Cái này là cái gì? Đây là ghế massage Luraco, duy nhất sản xuất tại Hoa Kỳ và là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ôi trời đất ơi, đau chân, bị đau chân dữ lắm. Đúng, mà cái ghế này đặc biệt là cái gì? Là chỉ duy nhất phục vụ cho các quân nhân Hoa Kỳ và đã đoạt được, giành được nhiều giải thưởng danh dự. Tôi xin tặng bạn. À, vậy được. Nó nghe cái gì vậy? Trời đất ơi, bà lấy cái ghế này không có được đâu. Sao vậy? Tôi hỏi bà đem cái ghế này xài điện ha, bà đem xuống ghe bà để. Bà chạy tới đâu rồi, trụ điện cắm tới đó hả bà? Không lẽ cắm vô cái lỗ mũi bà mà chà xài? Ông mời mốt nhiệt điện nó mở ra nhiều xài được chứ. Nhiệt điện thì ô nhiễm chứ xài. Thôi để tôi. Để tôi. Bây giờ vậy tôi là tổ trưởng, thấy không? Cho nên để tôi thử, nếu có gì tôi hy sinh, thấy không? Còn tổ viên của tôi phải thương tổ viên của tôi. Cầm cũng sở tôi lên tôi thử coi. Ông muốn thử hả? Muốn thử. À được. Thương. Dạ. Rồi, nhấn nút cái coi nó ra làm sao, nó massage làm sao. Thử thôi nha. Ừ. Bấm chưa? Rồi. On off chưa? Rồi. Ông thấy sao? Cái gì ông nội? Ủa ghê. Mày bấm cái nút gì mà ông ghê dữ vậy? Bấm nút khởi động. Yên đi em đi. Gì vậy? Ôi xạo đi chạy nội. Gì vậy? Ghê thì chưa cắm điện mà lấy gì lên. Tôi thử anh thôi. Vậy. Thấy chưa? Nè bà Phương, cái ghế này sao trông nguyên quen vậy mày? Dạ. Cái ghế này á là của cô chủ đó. Cái gì? Của cô chủ á, muốn mua cái ghế mới nó nhiều chức năng hơn. Mà cái ghế này á, xài bền quá, nó không có hư. À nói rồi, cái ghế này Luraco này nó bền lắm, xài lâu, nó không có bị hư. Cho tôi thử một cái nữa coi. Tao. Thử hoài. Ông khỏi thử, ông thử, ông đứng cứ ố về khó chịu thế mẹ. Bây giờ tôi nói ông anh nghe. Biết cái này là nó sẽ giúp cho tôi có sức khỏe, nhưng mà đem xuống dưới ghe không có chỗ để. Bây giờ ghe tôi không có nhà, có cửa, bao nhiêu đồ tôi để hết ở dưới ghe đó. Rồi còn mấy chục cái bằng gia đình văn hóa nữa. Bằng gì? Mỗi gia đình ta có bằng. Bà làm gì mấy chục bằng? Bà nói quá bà Thủy ơi. Tôi không có nhà, tôi sống trên ghe. Rồi tôi chèo ghe tới đâu mà tôi tấp vô cái tới đó, cái hệ nó phát bằng cái nó phát tôi một cái. Cái tôi đi tới chỗ khác tôi đậu cái nó phát cái nữa. Nó phát riết mà 20 cái, 20 mấy cái. Mà có cái bằng này tôi không hiểu nè. Bằng gì? Cái bằng gì mà tiên dương gia đình mà 5 năm không tổ chức quýnh lộn. Cái bằng gì la dữ. Thì bà ở con mình bà đâu có quýnh lộn với ai đâu. Đúng rồi. Cái bằng đó là phải rồi. Nhưng mà tôi nói vậy nè. Sao? Cái ghế này nếu mà cho bả là tôi thấy sái nữa rồi đó. Tại sao sái? Sái. Quá hợp lý như vậy là mà sái. Ông không có biết, ông không có ở trong cái tổ này, ông không có biết. Cái tổ tôi còn nhiều người mà phải tan thương lắm. Ai? Ai tan thương hơn chờ, bà Thủy? Chờ chút xíu tôi dở sổ tôi coi nè. Rồi dở sổ nữa. Dở sổ tôi coi nè.
đây nè, đây nè, còn đây ghi biết bao nhiêu thành phần, đây nè, tí nè. Thằng tí này tôi nói thiệt nha, 17 tuổi mà tôi chưa thấy đứa nào mà nó có hiếu như thằng này, tôi dám nói với ông, thằng này nó có hiếu nhất Thái Dương Hệ luôn đó. À. Nó thương cha nó lắm, cha đã làm cực khổ chạy đêm chạy ngày, bữa đó ông bệnh lao lực chủ đuổi nó phóng vô, nó giành cái chỗ của cha nó làm để nó thế cha, nó nuôi cả gia đình, thằng có hiếu dữ lắm. Mà bây giờ nó bị một cái chuyện là nó nằm bán thân bất tội, nó nằm một chỗ nó phải cần cái ghế này nè. Chà, tội quá mà hả? Sao nó bị nên thì nó thì nó chạy... mà sao nó bị thì nó chạy xe. À đúng rồi, thằng mà ông nói là bị bại liệt đó. Rồi thằng đó nó tôi biết nó mà. À vậy hả? Nó làm lụng giỏi lắm, nó tiếp theo cái nghề của cha nó mà. Bà nói đúng à. Nó cái nghề gì vậy bà? Chở thuốc lá lậu. Bà nội cha nó chở mà Honda ngang, mà nó xây cái nòng to hơn cái nòng Đại Bác vậy đó. Nó chạy nó phóng 180-190 cây số giờ không. Một xe của nó nghe, nó chở bằng xe Honda, mà một xe của nó chở xuống chuyển lên một container vừa kính luôn. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Bữa đó nó ban vô tôi nè chứ đâu. Bà đi trên lệ bà không đi, tại sao bà ban xuống, bà thấy nhỏ bà còn ban xuống hả? Tôi ban xuống hồi nào? Bà ban xuống mới tải ra tai nạn. Đừng có nói tầm bậy ngang, tôi đi mua chai nước tương, tôi đang xách tôi đi giống vậy. Cái đường có 2 thước, nó chở cái bề ngang 3 thước mà nó phóng như ngựa vậy đó. Nó phóng xong rồi cái hàng của nó mới móc vô cái tay của tôi, mới hất cái chai nước tương ra, rồi nó cán lên chai nước tương, nó mới té, nó gãy xương chứ. Nhưng mà cháu kêu ông cậu ruột đó. Cái gì? Cháu nữa hả? Sao ông nhiều cháu quá vậy? Hả? Đâu? Móc toàn người nhà đó không à? Trời ơi, thì giúp trong nhà trước mà ra ngoài chứ. Nó mới giúp được. Trời, cũng có đồ cho mà cũng khó khăn quá. Thấy thôi, chưa? Tạm ngưng cái vụ này đi. Dạ. Rồi. Phương. Dạ. Ra ngoài coi còn cái gì, đem vô hết đây. Đức, lấy nữa thôi sếp. Ừ, lấy hết. Mà nhớ một cái gối đặc biệt có cái chữ phụ nữ, đem vô đây. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Lẹ lên. Bà làm bây giờ không có ăn nhận được thì cũng ăn ít ít thôi, chứ làm từ thiện mà ăn cò quá trời hả? Trời đất ơi, bà nín chưa? Nín chưa? Con khóc đâu mà nín, nói mà nín gì? Trời đất ơi, tôi chưa thấy con mẹ nào như con mẹ này, chắc bữa nào tôi đốt ghe bà quá. Trời ơi. Ok. Đây. Có này kìa. Cái quà của sếp. Ừ. Cái đó là gì vậy? Gì vậy? Quần áo. Thôi quần áo thôi, khỏi coi sổ. Thủy, lấy. Đây là cái món quà rất là thực tế, bà có thể dùng liền. Mời bà vô trong thay. Thôi cảm ơn, để mai mốt tôi thay cũng được. Làm từ thiện là tôi phải cần chụp hình đưa lên báo chí, hiểu chưa? Người ta kêu thay thì cứ thay đi, người ta làm từ thiện mục đích không phải là cho quà, mục đích là người ta chụp hình, người ta đưa lên mạng, người ta đánh bóng bù lia cái tên tuổi người ta, hiểu không? Tôi lại bà giờ vô, phải đi thay hả? Thay liền ra đây. Cổ dữ vậy? Ghê luôn, còn người khác nữa chứ bộ mình bà hả? Mệt hết sức luôn à. Giờ cái ghế này thấy mê quá trời quá đất luôn, thiệt. Dồn cái ghế này tôi thiệt. Ngồi lên chút xíu mà thiệt mê, nó còn hơn mê vợ nữa trời. Đừng nói ông lên thử nó nha. Thử chút xíu nữa coi, trong thời gian chờ đợi bác thay đồ, mày bấm cái cho tao phê cái coi mày. Nữa hả? Bấm cái coi. Trời đất cơm nghe nó êm quá trời luôn. Bấm rồi. Rồi xong rồi đó. À, nó coi lên cổ đó, xuống sườn sống, xuống sườn cùng quá. Đi qua ngã ba rồi xuống hai chân. Cái gì mắc nết ông nội? Dạ mắc nết không à? Ông nít đi. Bước xuống. Bước xuống. Nghe không? Có lâu tài không? Cái xương đen một cái ghế này. Nghe chưa? Ông là cái thứ vô liêm sỉ. Rồi coi, chữ nặng quá vậy. Nặng sao không nặng? Nè ông nín nha. Nín gì? Từ từ tôi bước xuống. Nhưng mà khi tôi ngồi trên cái ghế này tôi mới có cảm giác nè. Cảm giác gì? Nội ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy có những cái ghế mà khi người ta ngồi lên cái ghế này rồi, dù chửi mắng miệt thị như thế nào họ cũng không bao giờ tuột xuống. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Khi mình tuột xuống phải có con cháu mình ngồi thế. Không có con cháu gì hết trơn đó. Tôi mời ông xuống. Thì xuống từ từ làm dữ hả? Lẽ ra với từ thiện mà làm dữ hết trời. Trời đất ơi, mai tôi ra chợ tôi mua 4-5 cái vậy thôi. Đó. Hot girl, hot girl. Hot không gỡ sếp. Cái này là woman in red nè. Woman in red. Trời ơi,
Dòm xa xa tưởng Hồ Ngọc Hà chứ. Nhìn tóc thôi chứ. Bà đó hả bà Thủy? Trời đất ơi. Sao sao? Bà Thủy, vén tóc lên coi. Sao vậy? Bà mặc bộ đồ này tôi dòm tôi thấy bà trước sau như một á. Mặc cái bộ này rồi vô xong vừa bước qua mương. Sao? Cá sặc nó chết. Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Cái gì? Sao bà già mà da bà còn trắng đẹp vậy bà? Da ta trắng là tại người ta có tiền, người ta đi tắm bùn. Còn tao ngày nào tao cũng tắm sình á, nên nó trắng. Thôi thôi đừng có nói nhiều bộ đồ. Mà đi tặng cái bộ đồ gì mà bất nhân vậy? À, bộ đồ này đâu rồi ông nội? Đi tặng cái bộ đồ gì đâu mà gió xong nó lồng lồng luôn. Tên nó bào ngư di ca. Nó lạnh tai hết trơn rồi. Còn ngư di ca ở đâu? Thì người ta nói vậy mà không tìm hiểu không chứ. Thôi được rồi. Dạ. Nè, bộ đồ này đâu mà mày có mày đưa không? Nè bà Thủy mới nói tôi mới nhớ. Bộ đồ này đâu cho quen quen vậy? Dạ bộ đồ của cô hai. Trời ơi. Dạ. Sao mày lấy đồ con gái tao mày đưa cho? Tại cô hai lúc trước á mặc bộ đồ này đi đua xe mô tô á sếp, mà bị tai nạn chết người nên mới cho đi từ thiện á cho xả xuôi nên mới cho bả đó. Trời ơi mày hết chuyện rồi. Trời mày lấy đồ của mày con gái tao mày bị tầng mày làm mất mặt tao quá. Tao đi ra ngoài đi ngoài lấy đồ vô đây chụp hình này để đi về. Ô con, dạ, dạ. Con, con dạ, dạ. Chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa bà. Chụp hình. Chụp hình nữa bà. Nhanh nhanh đi chứ đây lạnh quá rồi. Bình tĩnh đi. Gắn đi, gắn đi. Bà lạnh không? Mà gió nó vô. Gió hả? Tôi kéo xuống. Thì đứng che cho bà đi. Gió kéo xuống nè. Kéo ở xuống nó ra tuột ở trên. Cầm giùm đầu hết. Rồi. Đây là công ty của ông đó hả? À. Công ty Cực Lạc. Mấy cái máy chụp hình đây đây. Chụp. Đấy, chờ xíu chụp hình. Chậm nha, đứng im nha. Ê khoan, khoan, chậm, để chậm. Cho tao. Ờ, vậy đi. Chậm nha, đẹp rồi đó, đó à. Bắn tim, bắn ông tim. Ông chỗ, ông chỗ, ông chỗ, ông chỗ ở đây. Rồi, ok, đẹp rồi đó. Rồi, sao? Ừ. Bao nhiêu vậy? À, cho được 200 triệu. Ờ, le lưỡi muốn chết mẹ luôn. Đây, đây, cầm đây đi. Cho hiện, nhanh đi sếp. Đây là tượng trưng thôi. Ủa, để... quan trọng là hiện kim. Hiện kim, hiện kim. À. Cái này mới quan trọng. Cảm ơn cho bà. Đây là tôi tặng riêng cho bà. Cảm ơn. Nha. Thôi được rồi. Xong chưa? Đi lẹ đi sếp. Sao? Đi đâu? Đi, đi, đi vô. Đi qua. À, dạ. Cảm ơn nhiều. À, cảm chào bà nha. À, à. Gì vậy? Sao ông giật vậy? Giật cái gì? 200 triệu mà mỏng lét trong cái bao thư thì tôi nghĩ không phải là tiền mặt mà nó là cái gì? Xét. Hiểu không? Ngân phiếu. Thì đưa tôi đi lãnh. Bà lý do gì bà lãnh được? Nhà cửa bà trâu xong. Giấy tờ tùy thân của bà Hà Bá giữ hết trơn trọi rồi. Bà lấy tiền ở đâu? Ủa bà lấy điều kiện nào bà vô ngân hàng bà lãnh cái này? Chỉ có tôi nè, tôi mới còn căn cước còn này kia tôi vô tôi lãnh thế cho bà. Hiểu chưa? Ờ. Để coi trong đây coi đó. Ủa gì kỹ trời? Tôi có tờ gì trong đây có 10 đô. Tôi đã coi có bao thơ gì kỳ vậy trời? Hà Bá rượt hai con cô hồn này trời đất ơi. Nó từ thiện cái kiểu gì vậy trời? Thôi 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 thôi, của đổ hốt thôi bà lấy 5 đô đi. Tôi lấy 5 đô, tôi còn 5 đô, vậy đi. Sao có 10 đô mà ông cũng chia? Trời đất ơi, không có tôi rồi bà có hốt được bộ đồ này không? Hả? Hốt cái bộ đồ này rồi 5 đô đủ tiền mua dầu cạo gió không? Có còn hơn không? Có bây giờ đừng có nói nhiều, ngày mai 4 giờ sáng thức dậy chèo ra bên còn đó, thấy không? Ở bên đó có hai đoàn từ thiện đó, tôi sắp xếp rồi vài bữa thời phó biểu lịch sao tôi báo nữa cho, thấy không? Đi 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 đi, đừng có nói nhiều đi. Ờ à, thôi tôi đi. Ừ. Nhớ ông nhớ canh cái đầu đó giùm tôi nha. Ờ, bây giờ xuống ghe mang về xuống ghe được không? Không phải, tôi vô tôi thay đồ chứ trâu nó rượt là chết mẹ luôn á. Trời đất ơi, mặc cái bộ đồ thiệt tình. Trời ơi, từ từ. Bà coi chừng mấy con gà lâu nó dí bà nó đá đó. Trời ơi cái ghế này đã quá. Rồi đi về tao hốt cái ghế này đem về nhà. Ừ, ghim dạ. Tiện vô. Rồi lấy ghế về xuống. Dạ lấy ghế về sếp. Ông ngồi bà gì? Đi xuống. Đi xuống. Xuống. Cho từ thiện rồi bà làm gì xuống. Cho ai thì cho mà không ông cho không có cho ông. Ghế này ông từ thiện rồi mà.
Đi xuống đây đẩy về ghế còn ngon mà. Bây giờ tôi nói ghế còn tốt. Đem gì? Dạ. Hàng mà từ ba cái coi mà từ đất tới. Trời ơi. Trời đất ơi. Sát lỡ nữa rồi. Sát lỡ nữa rồi. Có sao chứ? Cái gì? Bơ người ta nó sạc lỡ. Bơ người ta sạc lỡ.